Hồ Chí Minh. Thí sinh Lê Phạm Thế Vũ sinh năm 1998 tại Thừa Thiên Huế với chiều cao 1m78 và cân nặng 78kg. Thế Vũ là một sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh của Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Lê Phạm Thế Vũ và hiện em đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, và đây là lần thứ hai em đến cuộc thi ngôi sao phía người sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, và đến với lần này em muốn góp sức cùng chung với lại là các bạn sinh viên thí sinh của mùa giải này cùng làm nên một mùa tốt đẹp và thành công, cùng truyền cảm hứng tập luyện thể thao đến với tất cả các bạn sinh viên ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay chào đón thí sinh số báo danh 03.